Có nhiều các cô bác là chúng ta tự nhiên bị đau ở cái phần đầu gối ấy và cảm giác nó vô cùng khó chịu. Giờ chúng ta lo lắng là liệu rằng mình có đang bị cái bệnh gì đó hay không và liệu nó có ảnh hưởng tới cái công việc hiện tại của mình hay không. Thì trong cái video này, Jessica sẽ giải đáp tất cả những cái thắc mắc đó cho mọi người. Và các cô bác anh chị, chúng ta hãy xem là mình đang gặp tình trạng đau khớp gối là do cái nguyên nhân nào trong số những cái nguyên nhân sau đây nhé. Cái nguyên nhân đầu tiên mà dẫn tới tình trạng mà chúng ta bị đau khớp gối ấy, thì đó chính là do mọi người có những cái sang chấn hay những cái chấn thương trong khi chúng ta lao động, trong khi chúng ta sinh hoạt, hoặc là mọi người có thể là bị té ngã thì nó cũng có thể khiến cho chúng ta bị đau ở cái phần khớp gối ấy. Và cái triệu chứng đau thì thông thường nó sẽ diễn ra ngay sau khi mà chúng ta vừa mới bị chấn thương xong. Có những cô thì có chia sẻ với Jessian đó là khi mà bị ngã ấy, mới đập nhẹ cái đầu gối xuống thôi. Đấy, bị có mỗi một lần thôi, mà sau đấy là cứ thỉnh thoảng vận động mạnh một tí là bắt đầu cái phần đầu gối đấy nó lại bị đau. Thì đấy chính là cái nguyên nhân đầu tiên, đó chính là do chấn thương nó gây ra. Tiếp theo, cái nguyên nhân số 2 đó chính là do chúng ta bị sai tư thế trong sinh hoạt, tập luyện hay là trong lao động hàng ngày. Ví dụ như là chúng ta bê vác các cái vật mà không đúng cách thì không chỉ là làm cho chúng ta bị đau ở cái phần lưng không đâu, mà nó còn có thể tác động lên cái phần khớp gối của mọi người nữa. Bởi vì chính cái khớp gối nó chịu toàn bộ cái trọng lượng cơ thể của chúng ta. Mọi người cứ để ý mà xem, khi mà chúng ta đi ở một cái đoạn đường mà nó dốc quá ấy, đấy, hay là cái đoạn đường mà nó uốn lượn ấy, thì nếu như mà chúng ta không giảm cái tốc độ đi ở những cái đoạn đường đó thì chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta bị đau ở cái phần khớp gối. Đặc biệt là đối với những người khi mà chúng ta có tuổi rồi ấy, thì các khớp bắt đầu nó đã thoái hóa hơn rồi, nó không còn như lúc trẻ nữa. Thì ngay cả cái việc mà chúng ta leo cầu thang thôi, hoặc là mọi người leo dốc thôi, thì nó đều có thể ảnh hưởng tới cái phần khớp gối. Hoặc là khi mà chúng ta ngồi ở một cái tư thế quá lâu, chúng ta ngồi xổm quá lâu, hay là mọi người ngồi cái ghế mà nó quá thấp ấy. Rồi cũng có những người thì chúng ta có cái thói quen, đó là mọi người hay ngồi vắt chân đúng không ạ? Thì chính cái việc mà chúng ta vắt chéo chân như thế thì cái khớp gối của chúng ta nó cũng sẽ phải chịu một cái lực rất là lớn. Cái nguyên nhân số 3 nó cũng có thể gây ra tình trạng mà chúng ta bị đau khớp gối, đó chính là do chúng ta bị tăng cân. Thế thì có một vài người là chúng ta có cái chỉ số BMI hay chính là cái chỉ số khối cơ thể nó vượt quá cái mức quy định, đó chính là 24,9. Và khi mà cái trọng lượng cơ thể của chúng ta nó càng ngày nó càng cao thì cái khớp gối nó sẽ càng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Bởi vì cái khớp gối nó sẽ phải chịu một cái trọng lượng lớn hơn khi mà cơ thể của chúng ta nó tăng cân. Và nó sẽ bị quá tải nên dẫn tới tình trạng là chúng ta sẽ bị đau. Ai mà chúng ta bắt đầu thấy là cơ thể của mình bắt đầu có cái dấu hiệu nó tăng cân hơn một chút, có thể là tăng từ 1 cho tới 2 cân thôi, là mọi người sẽ cảm nhận thấy ngay là cái phần khớp gối của mình ấy nó sẽ có cái cảm giác nó đau nhiều hơn so với bình thường. Vì vậy, nhiều khi là mọi người chúng ta chỉ cần giảm từ 1 cho tới 2 cân thôi là cái phần khớp gối của chúng ta nó đã được cải thiện rất là nhiều rồi. Thì đó chính là cái nguyên nhân số 3 là do cái vấn đề tăng cân nó gây ra đau khớp gối. Một cái nguyên nhân thứ tư nữa cũng gây ra tình trạng đau khớp gối, nhưng mà cái này thì nó sẽ thuộc về cái nguyên nhân do bệnh lý nó gây ra. Thế thì các cái nguyên nhân bệnh lý nó gây ra tình trạng đau khớp gối đó chính là thoái hóa khớp gối này, lao khớp này, tràn dịch khớp này. Đấy, tất cả những cái đấy nó đều gây ra tình trạng là chúng ta bị đau cái phần khớp gối một cách dai dẳng. Và trong cái quá trình mà Jessian tư vấn cho rất là nhiều các cô bác ấy, thì Jessian thấy là đa số chúng ta gặp tình trạng mà đau khớp gối là do cái thoái hóa khớp bởi tuổi tác nó gây ra. Bởi vì khi mà chúng ta càng ngày càng nhiều tuổi ấy, thì cái xương khớp nó không còn được linh hoạt, nó không còn tốt như ngày xưa nữa. Cái phần sụn khớp nó bắt đầu nó mòn đi rất là nhiều rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ có là bốn cái nguyên nhân chính nó gây ra tình trạng đau khớp gối đúng không ạ? Đầu tiên đó là đau khớp gối do chấn thương này. Thứ hai đó là đau do sai tư thế trong sinh hoạt, tập luyện hay là trong cái lao động hàng ngày. Thứ ba đó là đau khớp gối là do chúng ta bị tăng cân. Và cuối cùng, cái tình trạng đau khớp gối là do bệnh lý, chẳng hạn như là chúng ta bị thoái hóa khớp gối, bị lao khớp hay chúng ta bị tràn dịch khớp chẳng hạn. Vậy thì các cô bác anh chị ở đây, chúng ta hãy xem là trong bốn cái nguyên nhân chính mà gây ra tình trạng đau khớp gối, Jessian vừa kể ra ở trên, thì mọi người đang thuộc cái nguyên nhân nào nhé? Và nếu như mà nghi ngờ là do cái nguyên nhân bệnh lý như là chúng ta bị thoái hóa khớp, bị lao khớp hay là bị tràn dịch khớp thì mọi người có thể là chúng ta đến viện để khám một cách cụ thể. Mong rằng qua cái video ngày hôm nay thì mọi người đã có thể phần nào chúng ta hiểu được về các cái nguyên nhân chính mà gây ra cái tình trạng chúng ta bị đau ở phần khớp gối, để từ đó chúng ta sẽ có những cái hướng khắc phục mà nó phù hợp với cái nguyên nhân đó. Và nếu mà các cô bác anh chị nào mà chúng ta đang gặp phải những cái triệu chứng kể trên, hay là chúng ta đang gặp cái tình trạng là chúng ta bị đau khớp gối thường xuyên, thì mọi người hãy comment ở phía dưới để Jessian biết nhé. Và nếu như mọi người thấy cái video này hay, hữu ích, hãy giúp Jessian chia sẻ, lan tỏa tới cho cộng đồng nhé. Hẹn gặp lại các cô bác anh chị trong các video tiếp theo. Jessian khỏe hơn, vui hơn mỗi ngày. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Jessian ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các cái video tiếp theo, các bạn có thể đăng ký kênh của Jessian ở hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể xem các cái video khác của Jessian ở phía bên tay trái và phía bên tay phải. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.